À, mình bắn chim về có ăn kìa. Ôi, bắn chim về có ăn kìa. Ngon không? Không nói lời luôn à. Cu xanh im. Ở Đồng Nai về. Đồng Nai về đèn cu xanh luôn, dữ lắm mà đang. Ngon không? Chiều nay đi bắn con này nè. Chiều nay biết ổn rồi. Chiều nay vô anh tiêu liêm một. Cái mũ đến mũ cặp tao bắn luôn rồi, cái con ngồi trên nó nằm cái con kia gục. Anh thấy em không nói chuyện là biết anh tập trung vô chuyên môn rồi. Ừ, ăn này mới ngon nè. Rồi hả không ra cái cổ luôn. Cái đầu. Đã gì vậy? Thịt lắm. Cu xanh thịt thịt. Cu xanh này sớm bắn từ đít lên đầu. Ai xé hết dân vậy? Giá à. Ghê trời, kinh nghiệm như vậy. Em sẵn tay em xé, em đẩy sách đi Đồng Nai á. Ừ, thơm quá trời. Cô bè không? Sang hôm nay anh ba mình. Này nghe em họ mình, cũng tên Thành. Thành đẹp trai, anh nói thiếu. Thấy ghê trời. Hồi nhỏ là giống y như Lục Tiểu trên đồng vậy. Ừ, nhỏ giống Tài Thiên, kêu hồi đó kêu bằng Tài Thiên không? Anh Lăng Xê hay Lăng Mại? Okay, mà. Lăng Xê hay Lục Tiểu trên đồng như đây. Tôn ngủ giống hồi nhỏ giống cha mà. Nè vô ăn nè. Đâu giờ. Này chú rể. Mới tỉnh. Ngon dữ trời. Mấy chú rồi. Mấy chú đạp bây giờ? Đạp rồi. Cái gì? Mấy chú phải đạp. Ăn nữa ba. Ăn nữa. Đâu gì lắm. Mẹ nữa bắp chú này. Ừ. Món bắp chú bạo lực. Hình như là món ngon không đâu phải không? Ngon mình ăn mấy cái giò này thôi. Mình đã thủ mình ăn với ăn giò thôi. Thấy là miếng con. Ngon không con? Ngồi hết rồi. Rồi mày đứng khuất cái lưng không thấy này. Đầu mấy cái này. Con. Ồ, ngủ chờ. Ăn đi mốt sát xanh. Cậu đang tập trung vô chuyên môn. Cái vụ mốt sát xanh này. Ừ. Con cổ xịn kìa. Ngon ngon nè. Em bẻ nó mũi bẻ xuống. Rồi xé cái hầu nó ra. Cậu không có sát xanh, cậu chỉ tham gia ở khâu tiêu thụ thôi. Ngon. Tại đó có cậu ba trắng, hồi cậu cuốn bê ra đi. Mới sáng rồi. Sao rồi? Giết rồi. Rồi. Ai ăn? Mới xé nháp mà chưa đâu vào đâu chứ. Đúng tay ba. Đúng đâu à? Dạ. Dạ thò thang mình hả? Đâu phải cần cái lò đổ đó. Lò nhỏ thì lò đổ rồi. Lò nhỏ đủ rồi. Hai diễn hai sâu rồi. Rồi ra tham gia như vậy thôi. Ngồi vô cầu thông cho cô Thái này không? Thử luôn trời. Ăn không ngớt luôn. Điều quá mọi người ơi. Thông cảm cái nết ăn tôi hơi xấu. Đi bẻ lá cách cho cô này nó quất. Đầu gồng chưa có trái đúng không ơi? Rồi, nó cách hết luôn rồi. Mẹ nó cách cho cô này đúng không? Nè. Nhà có gì quất đó. Nên em chỉ nhìn lá cách thôi nha. Em đừng có nhìn vô trong nhà mình. Nhà mình nghèo chết mẹ luôn. Nhà mình nghèo lắm bạn. À. Ăn sao? Trời ơi, bước bỏ họng nhai. Mới mưa xong. Thơm lắm. Đã dữ trời. Trời ơi, thơm nổi rồi, lấy cách thơm. Ăn chim cái thấy cái này mới ngon nè. Ôi, nãy con bé làm biếng á. Lâu lâu về miền Tây bào quá. Ngon không? Lâu được ngày mà. Ơ mà cho anh em mấy con chim quá trời luôn á. Mà không ai bắn. Ủa, chẳng nghe nói cu này nó chơi BCB mà. Trời ơi. Nó đi bắn còn chứ nó có bắn con gì đâu. Trời ơi. Vậy bữa nào đi. Này bên cảnh anh dạy nó đi giao lưu với bắn sóc không? Còn có đó cho nên đi một ngày chắc lấy đồ đựng nếu mà nhiều á. Chắc đi mình xuống thác á, mình thấy chim ba nhóc á. Ừ. Vô mấy cái vườn keo đó, nó đậu rồi trên đầu. Rồi dưới đây ai ạ? Mừng, ở đây em ăn rồi. Mừng cũng kịp thôi rồi. Ngon quá trời ngon. Để nó biết khả năng của mập rồi, nó bắn dở, phải lựa con gì bự nó bắn chứ. Bắn sẵn đứng nghiêm nó bắn. Đây rồi nha.
Ăn béo, ăn ngay gạo gạo như heo nái ăn cũng vừa. Nói gì vậy? Không có thèm miếng nữa. Ngon mà, cái này ngon mà. Rồi cái này bổ vậy. Vô gần bề mấy cá. Ok. Sao còn mấy cục bự bự không ngại quá vậy? Trời ơi. Nhiều lắm hả? Ơ gì ăn đi ông nội. Rồi sáng cứ bắn đâu là năm nó ngon rồi. Cái này ngon miệng không? Cái này cho ảnh không có ai bắn đồ ăn. Ngon không? Ngon ăn đi, ăn nữa đi. Phải ở đây lâu lâu đi chăn bữa ăn cho tở luôn. Rồi, ăn ngoài đồng ngoài xá luôn đi. Nè, muối nãy hả? Đem chén muối rồi đi có lý à. Muối nãy nào? Muối xịn nè. Muối xịn. Mày nướng ăn tại chỗ luôn. Ừ. Rồi mình tiếp tục bắn nha. Mình bắn thêm cá mấy 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 cá thò lòi cho nó rồi. Con dạng gan nè, mướp tay nè. Thò lòi biển như cái lóc. Đỏ. Rồi thịt nó sao ngon. Trời ơi béo. Cá lóc không qua mình, không qua. Không qua. Thịt nó dễ khác. Bữa nào đi đi. Ngon cá lóc đồng. Bữa nào đi sắp xếp đi nè. Cho đi trải nghiệm. Ở đây mấy ngày nữa. Em ở 3 ngày. Ừ. Phải luôn. Về anh được không? Ở đây luôn đủ. Đây luôn. Mới bữa 21 gì đó tao đi nắng nắng đi, tao đi xuống biển săn. Săn rồi xong rồi tắm biển, ăn xong rồi đốt trong rừng thông dương á. Lông chân. Nói tôi lông chân đi. Đủ lông chân. Lông chân. Tôi đó bắt mấy con gì mà có cái hàng ở dưới cát đó trời. Đốt ở rừng dương ăn xong nghỉ tắm biển. Nghe lãng mạn phết à. Mò ốc, bắt ốc, mấy ốc mấy á. Nghe ốc. Ăn ngay cái lỗ đạn. Bình thường nhá, đạn sạch trơn à, đạn bóng đàng hoàng, anh đâu bắn đạn sét đâu mà sợ. Bắn phải lựa đạn nữa đó. Rồi chén luôn đi, hai con cổ luôn. Tới luôn trời, cô bé này nè. Im quá. Có mà này bắn cu rồi, bắn lửa đầu á. Tới công chuyện luôn. Rồi sớm mất mấy con chứ thôi cũng nhiều rồi. Anh bắn là không được hả? Ừ, nó rớt xuống mà anh em nhảy vô kiếm nửa tiếng đồng hồ không được quạo. Wow, mà ga xe mà anh phải kêu sang lại phải thắng xe lại. Vô kiếm lần nữa tức cái cảm giác mà bắn hụt rồi mà bắn trúng á mà thấy nó gớt á mà kiếm không gặp á nó quạo bức xúc bắn đã khó rồi. Lụm còn khó hơn nhành mấy cái gái mà gớt vô nhà người dân á người ta không cho lụm đứng nhìn chim nằm đó mà không được vô tức trời ơi chim chào á cảm giác khó chịu quá ngon quá không. Rồi chấm hết rồi. Nhiều quá. À, còn nhiều đó ăn luôn nha. Cứ để ủ ủ nha. Cái đầu ngon nhất nè. Trời ơi, cái đầu em đừng dây nữa. Em ăn đi mỡ không, cái chỗ còn cổ. Rồi mấy con này dễ, chả anh dễ kiếm được. Sen. Rồi, ta biết